À, xin chào các bạn trong video này thầy giáo sẽ trình bày với các bạn một cái uh, nội dung kiến thức đó chính là các cái bài toán liên quan đến thấu kính thì uh, các cái bài toán liên quan đến thấu kính thì chủ yếu là các dạng bài toán tính toán thì thầy giáo sẽ chia nó ra làm ở các cái dạng ở chuyên đề 2 là chia ra các dạng như là cái uh, khoảng cách vật ảnh này Đây. khoảng cách vật ảnh rồi là À, đo tính độ dài chiều cao vị trí vật ảnh, Đây. vị trí vật ảnh. Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thầy giáo sẽ trình bày cho các bạn một cái nội dung đó chính là cái chuyên đề 2, các bài toán liên quan đến thấu kính thì với cái chuyên đề 2 này thì chủ yếu là các cái bài toán tính toán liên quan đến thấu kính được chưa, các cái bài toán tính toán liên quan đến thấu kính và ở cái chuyên đề 2 này thì thầy giáo sẽ chia ra làm một số những cái dạng cơ bản để trình bày với các bạn đó chính là cái dạng 1 đó là à, xác định xác định cái vị trí vật ảnh xác định cái vị trí vật ảnh à, xin chào các bạn trong video này thầy giáo sẽ trình bày với các bạn một cái nội dung đó chính là cái chuyên đề 2 các bài toán liên quan đến thấu kính thì đây là những cái bài tập chủ yếu liên quan đến phần tính toán liên thấu kính được chưa? thì trong cái chuyên đề 2 này thì thầy giáo sẽ chia ra làm một số cái dạng cơ bản để chia sẻ với các bạn dạng thứ nhất đó là cái xác định à, xác định cái vị trí vật ảnh vị trí vật ảnh rồi là kích thước đó. kích thước vật rồi là kích thước ảnh này đấy chưa? đấy là cái dạng một, à, cái dạng thứ hai mà thầy giáo muốn chia sẻ các bạn đó là những cái bài toán nó liên quan đến cái khoảng cách khoảng cách giữa vật và ảnh. rồi cái dạng thứ ba đó là thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái phần là dịch chuyển dịch chuyển vật ảnh cái dạng này là rất là quan trọng này. Được chưa và cái dạng cuối cùng mà thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn đó là cái bài này, dạng toán về vệt sáng ở trên mặt đấy thì trong cái chuyên đề 2 này thầy giáo chia ra làm bốn cái dạng cơ bản như vậy để chúng thầy chia sẻ với các bạn về cái phần uh, các cái bài toán tính toán liên quan đến thấu kính à, uh, thì về phương pháp giải thì uh, chúng ta cũng vẫn là sẽ phải sử dụng hai trong ba tia đặc biệt để dựng hình rồi đặc biệt là chúng ta phải có cái kiến thức và thật là chắc chắn về cái tam giác đồng dạng để chúng ta tìm độ dài của các đoạn thẳng nhé chúng ta bắt buộc phải dùng các tam giác đồng dạng trong bài toán thấu kính luôn luôn phải dùng các cái kiến thức về tam giác đồng dạng à, ở đây thì có cái công thức thấu kính đó chính là 1 trên f thì sẽ bằng 1 trên d cộng 1 trên d phải. Đấy, trong đó f là tiêu cự, d là khoảng cách từ vật tới thấu kính, còn d phải là khoảng cách từ ảnh tới thấu kính. Ở đây chúng ta có thể suy ra hệ quả từ cái công thức thấu kính sau này, thì chúng ta sẽ có thể tìm được các cái đại lượng tương ứng là f thì bằng d nhân d phải trên d cộng d phải, rồi là d thì sẽ bằng là d phải nhân f trên d phải trừ f. À, D phẩy thì chúng ta sẽ tính được bằng là D nhân F nhân với D chữ F. Và chúng ta lưu ý này. Khi một bài toán mà người ta đã cho sẵn cái công thức sao này hay là khác là người ta nói là chúng ta được sử dụng công thức thấu kính thì chúng ta sẽ được sử dụng cái công thức sao này, công thức thấu kính này. Thế còn nếu như bài toán mà không cho công thức thấu kính hoặc là không được sử dụng công thức thấu kính thì muốn sử dụng cái công thức sao này chúng ta bắt buộc phải chứng minh thì chứng minh công thức sao này rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ dựa vào các tam giác đồng dạng thì trong các cái bài tập sắp tới thầy giáo chữa thì sẽ có cái phần chứng minh công thức này thầy giáo xin chia, chia 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 sẻ cho các bạn đấy chưa đấy thì thầy giáo muốn nhấn mạnh là trong bài tập về thấu kính mà nếu người ta không cho cái công thức thấu kính sẵn hay là khác là không cho phép sử dụng công thức thấu kính thì chúng ta muốn sử dụng nó chúng ta phải chứng minh nó thì chúng ta mới sử dụng được đấy chưa À, về cái dạng thứ nhất mà thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái dạng một à, xác định vị trí vật ảnh xác định kích thước ảnh Đấy chứ ạ. thì à, kinh nghiệm ở đây thì chúng ta lưu ý cho thầy giáo đó là à, kinh nghiệm chúng ta vẽ hình thôi để chúng ta xét các tam giác đồng dạng cho nó thuận đó là khi đề bài cho cái khoảng cách vật hoặc ảnh thì chúng ta nên sử dụng cái tia thứ nhất là tia song song với trục chính và tia đi qua o đấy là hai tia đấy, tia một và tia hai còn nếu như đầu bài mà người ta cho tiêu cự thì chúng ta nên sử dụng tia thứ nhất là tia song song và tia thứ hai là tia đi qua tiêu điểm f được đấy, chưa? Đấy. thì khi đó chúng ta xét các tam giác đồng dạng thì nó sẽ thuận hơn được chưa? thì tí nữa vào các cái bài tập thì chúng ta sẽ rõ à, chúng ta vào cái bài tập đầu tiên câu c 1 một vật sáng ab có dạng mũi tên cao 6 cm. À, đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính là 15 cm. thấu kính có tiêu cự là 10 cm. chưa? A nhỏ là dựng ảnh của vật qua thấu kính. B nhỏ là xác định kích thước và vị trí của ảnh. Đấy chưa? Thế thì chúng ta phân tích cái đầu bài này thì chúng ta thấy rằng là đầu bài người ta đã cho chúng ta lên liệt kê ra nháp những cái đại lượng người ta đã cho để chúng ta dễ trong quá trình tính toán. Thứ nhất là người ta cho cái vật sáng AB nó cao. Như vậy ta có là AB bằng 6. Được chưa? Đấy. Cách thấu kính 15cm tức là à, cái khoảng cách giữa vật đến thấu kính là bằng 15. Tức là ở đây là D sẽ bằng 15. Thấu kính có tiêu cự là F bằng, bằng 10. Được chưa? Đấy. đơn vị là cm thì ở đây thì chúng ta theo kinh nghiệm chúng ta vẽ kiểu nào cũng được ở đây người ta cho cả khoảng cách giữa vật với thấu kính rồi cho cả tiêu cự thì chúng ta cứ sử dụng hai trong ba tia đặc biệt chúng ta vẽ thôi đấy chưa về xác định kích thước à, vật và ảnh ở đây người ta yêu cầu đó là thứ nhất là chúng ta xác định kích thước và vị trí của ảnh đấy, kích thước của ảnh thì người ta sẽ yêu cầu ta tính cái chiều cao của a phải b phải bằng bao nhiêu À, vị trí của ảnh tức chính là cái khoảng cách từ ảnh tới vật xem nó vị trí của nó là cách cái thấu kính là bao nhiêu được chưa tức là cái ảnh đó cách thấu kính là bao nhiêu tức là chúng ta phải đi tìm cái đại lượng là d phải bằng bao nhiêu được chưa thì thì với cái bài toán này thì trước tiên là chúng ta sẽ đi vẽ hình và sau khi đi vẽ hình xong rồi chúng ta sẽ à, sử dụng cái kiến thức về tam giác đồng dạng chúng ta sẽ phải xét hai cặp tam giác đồng dạng bắt buộc lúc nào phải xét hai cặp một cặp không ra được, bắt buộc phải xét hai cặp, được Đấy, chưa? Đấy. Thế thì uh, thứ nhất là chúng ta sẽ uh, vẽ cho thầy giáo cái uh, ở đây là vẽ tia song song với trục chính và tia đi quan tâm ô, được chưa? Đấy. Thế còn chúng ta vẽ đi, uh, qua uh, tia đi qua tiêu điểm f cũng được. Còn nếu không thì chúng ta thường là chúng ta vẽ song song với trục chính và đi qua quang tâm ô Đấy. khi vẽ song song với trục chính Đấy. kia tới song song với trục chính thì cắt cái thấu kính này tại điểm y đấy chưa? À, và sẽ cho tia ló đi qua tiêu điểm f f phải Đấy chưa? và chúng ta kéo dài ra tiếp đến là chúng ta sẽ kẻ một tia tới đi từ B tới quang tâm O thì sẽ cho tia nó truyền thẳng. Thì hai tia này nó sẽ cắt nhau tại điểm B phải. Từ cái điểm B phải này các bạn hạ một cái đường vuông góc xuống trục chính của thấu kính, cắt trục chính của thấu kính tại một điểm và chúng ta đặt đó là điểm A phải. Và ta có cái A phải B phải chính là ảnh của cái đoạn AB. Đấy chưa? Đấy. Thế còn bây giờ thì để chúng ta tính được cái A phải B phải bằng bao nhiêu rồi là chúng ta tính cái D phải bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ xét các cái cặp tam giác đồng dạng Đấy. thường là chúng ta sẽ xét cái cặp tam giác đó là A B O được chưa Đấy. chính là cái cặp này này Đấy. và cái cặp tam giác A phải B phải O được chưa chính là cặp tam giác lớn này, này đấy chưa đấy là một cặp đấy chưa đấy, thầy giáo viết đây là tam giác a b o sẽ đồng dạng với tam giác a phẩy b phẩy o hai cái này đồng dạng thì chúng ta sẽ suy ra được cái cặp cạnh các cái hai cái, 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 cái cặp cạnh tỷ lệ đó chính là AB trên A phải B phải sẽ bằng là AO trên A phải O Đấy chưa? Đấy, thầy giáo ký hiệu đây là một. Đấy. Cái cặp tam giác thứ hai mà thầy giáo sẽ xét đó chính là cái cặp tam giác O, I, F phải. Đấy. Và cái cặp tam giác là A phải, B phải, F phải. Đấy, thường là xét cả hai cặp này nha. Rồi, ta sẽ có là tam giác O, yf f phải sẽ bằng với a à, đồng dạng với lại tam giác a phải b phải f phải hai cái này đồng dạng với nhau ta sẽ suy ra cặp cạnh tỷ lệ đó là o I trên a phải b phải sẽ bằng với lại cả là à, OF phải trên A phải F phải Đấy, OF phải này. Được chưa? Trên A phải F phải tỷ lệ với nhau mà. Được chưa? Đấy. Đây thầy giáo ký hiệu này là hai Được chưa? Tiếp này. Bây giờ ta có mà cái O Các bạn để ý OI sẽ bằng bằng AB đấy chưa đây này cái đoạn OI sẽ bằng với đoạn đoạn AB thế nên là ta có này mà OI bằng với AB đấy chưa hai cái này bằng nhau thì các bạn để ý này đấy. cái vế trái của hai anh này bằng nhau này đấy chưa suy ra cái vế phải sẽ sẽ bằng nhau được chưa? Đấy. Thế nên ta suy ra là AO trên A phẩy O sẽ bằng với lại OF phẩy trên A phẩy F phẩy. Đấy, được chưa? Đấy, bây giờ vấn đề là ta đã có AO rồi nhá. AO đầu bài là bằng 15 rồi nhá. OF phẩy là đầu bài là bằng 10 rồi nhá. Bây giờ ta biến đổi cái A phẩy F phẩy nếu là xong là ta sẽ tìm được cái A phẩy O. Được chưa? Rồi ta sẽ tương đương này. AO trên A phẩy O sẽ bằng OF phẩy nhé. Riêng cái A phẩy F phẩy này nhé. Cái A phẩy F phẩy các bạn để ý này. A phẩy F phẩy có phải là bằng cái đoạn A phẩy O trừ đi O phẩy F phẩy không? Đấy chưa? Đấy. Thầy giáo sẽ phân tích là cái A phẩy F phẩy thì sẽ chính là bằng A phẩy O trừ đi O F phẩy được chưa đấy thì đến đây thì các bạn chỉ có việc à, nhân chéo nó lên thôi được chưa giờ ta thay số vào đã tương đương này a phải o là bằng 10 5 à, a a o 15 a phải o sẽ bằng là o f bằng 10 trên a phải o trừ đi đi 10 Rồi. ta nhân chéo thôi 15 a phải o trừ đi 150 sẽ bằng 10 a phải o. Được chưa? Đến đây thì ta thu gọn nó vào thì ta sẽ có là à 5 a phẩy o thì sẽ bằng 150. Suy ra a phẩy o thì sẽ bằng là 150 chia cho 5 bằng 30 cm. Được chưa? Đấy mà A phải O này bằng 30 cm rồi thì ta chỉ cần thay vào cái một cái biểu thức một hoặc biểu thức hai bất kỳ thôi là ta sẽ tìm được được AB được chưa? Để từ đây ta thay thay A phải O bằng 30 cm vào biểu một đi được chưa? thì ta có là AB ta thay số luôn Đấy. một là AB là bằng bằng 15 nữa, đúng không? 15 phần 30 thì sẽ bằng là à đâu? À AB bằng 6 các bạn ạ. Thầy xin lỗi, chỗ này AB bằng 6. Chỗ này là 6 trên A phẩy B phẩy thì sẽ bằng là 15 trên trên 30 đấy chưa 15 trên 30 bằng 1 phần 2 từ đây ta suy ra cái A phẩy B phẩy thì sẽ bằng 12 đấy chưa đấy là cách thầy giáo hướng dẫn các bạn làm cái bài này thì dưới này thì thầy giáo cũng đã trình bày sẵn cho các bạn rồi được chưa? Nhưng trình bày ra. Chẳng qua trên này thầy giáo muốn trình bày một lần để cho các bạn dễ hiểu. Đấy, muốn thể hiện luôn trên các hình vẽ của chúng ta. Đấy, trước hết là chúng ta phải nhớ kỹ năng thầy là chúng ta phải sử dụng các tam giác đồng dạng. Đấy chưa? đấy Về các tam giác đồng dạng thì thầy giáo phải lưu ý. này Có một số bạn chưa rõ. Ví dụ nhé. AB trên A phải B đây. AB. Chỗ này là cái chữ đầu tiên. B là chữ thứ hai Thì nó cũng phải tỷ lệ với lại cái hai cái chữ đầu tiên trong cái tam giác a b phải c phải chứ nếu như mà các bạn lại bảo là ab trên b phải o là sai đấy chưa bởi vì theo thứ tự thì a là số 1, b là số 2 thì bên này cũng phải là cái chữ số 1 và chữ số số 2 đấy chưa đấy tức là ab trên a b bằng với cả là đấy, ao là chữ số 1 và chữ số 3 thì bên này cũng là phải a phải o được chưa? Đấy, bắt buộc chúng ta phải tỷ lệ như thế thì mới là tính chất của tam giác đồng dạng nha các bạn nhớ cho thầy như thế. đấy là cái câu đầu tiên mà thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu về cái dạng toán là xác định vị trí vật ảnh. tóm lại là thứ nhất là chúng ta phải chắc vẽ hình và cái thứ hai là chúng ta phải chắc về tam giác đồng dạng nha các bạn. phải ôn thêm về tam giác đồng dạng cho thầy. và cũng lưu với các bạn để mà chúng ta xác định được tỷ lệ đúng ấy, thì khi chúng ta viết các cái tam giác động dạng thì các đỉnh của nó phải tương ứng nhau nhá các đỉnh của nó phải tương ứng nhau thì chúng ta mới làm được bài này để chọn nếu có các đỉnh mà các bạn mà viết sai đỉnh này các bạn là là sai ví dụ chỗ này mà thầy giáo mà viết là không phải là a b o nữa mà là a o b là sai thì lúc thầy giáo tỷ lệ là ab với ao làm sao mà được AB với A phải O làm sao mà tỉ lệ được Được chưa Đấy bởi vì này chúng ta viết sai đỉnh thì chúng ta sẽ không được Thế nên là chỗ này các bạn phải Đã tam giác đồng dạng là các bạn phải viết đúng đỉnh cho thầy Rồi chúng ta sang vào cái bài tập tiếp theo Một Câu C2 này Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kỳ nhé cho ảnh cao 3,6 cm thấu và cách thấu kính là 6 cm. Thấu kính có tiêu cự là 10 năm. Xác định vị trí kích thước và vị trí của vật. À, như vậy là bài này thì người ta lại cho chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh tới thấu kính, được chưa? Và yêu cầu là chúng ta xác định lại cái chiều cao của vật và cái vị trí của vật Đấy, lúc nãy thì bài cho D và cho AB và cho D. Bây giờ bài lại cho A phẩy B phẩy và cho D phẩy. Thấy chưa? Đấy, bây giờ bài thì lại cho là A phẩy B phẩy thì lại bằng 3,6 à, Cách thấu kính cái ảnh này, cách thấu kính như vậy là cái D phẩy thì lại bằng 6. Thấy chưa? À, tiêu cự thì F bằng 15. Và đây thấu kính phân kỳ Đấy chưa? Thì uh, trước tiên thì chúng ta sẽ phải vẽ ảnh. Đấy. Đấy ví dụ như là vật uh, vật AB đặt ở vị trí này thì đầu tiên chúng ta vẽ một cái tia sáng gọi là đi song song với trục chính cắt cái thấu kính tại điểm Y thì sẽ cho cái đường kéo dài của tia nó nhé. Tia nó thì nó hất lên đây nhưng cái đường kéo dài của nó đi qua cái tiêu điểm F phải. Đấy chưa? Và cái thứ hai là ta uh, vẽ một tia sáng từ điểm B đi qua quang tâm O thì sẽ cho tia nó truyền thẳng và cái tia tia tới này nó sẽ cắt cái đường kéo dài tại cái điểm B phải từ điểm B phải chúng ta hạ cái đường vuông góc được chưa xuống trục chính của thấu kính và cắt trục chính của thấu kính tại điểm A thì chúng ta sẽ có cái ảnh A phải được chưa chỗ này là A phải này Đấy, chỗ này là B phải nhé Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ được như thế rồi Đấy, chúng ta phải đi chúng ta tính chưa chúng ta tính cái chiều cao ở đây người ta yêu cầu là tính cái chiều cao của vật tức là tính AB xem nó bằng bao nhiêu rồi là tính cái vị trí của vật so với thấu kính tức là đi tính cái khoảng cách d bằng bằng bao nhiêu được chưa đấy trong cái bài hình vẽ này thì nó chính là cái khoảng cách a AO đấy được chưa đây chính là d này đấy các bạn hiểu thay như thế Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính như thế nào đây Đấy chưa Thì bây giờ chúng ta cũng đi Chúng ta xét các cái tam giác đồng dạng đó, thầy. Thì ở cái bài này Thì chúng ta nhớ Thầy chúng ta sẽ đi xét cái tam giác A, B, O Đấy Đồng dạng với tam giác A phẩy, B phẩy, O Được chưa Tức là cả cái tam giác to này Đấy, Được chưa? Cả tam giác to đấy Sẽ đồng dạng với cái tam giác nhỏ này. Được chưa? Đấy, thì các bạn thầy giáo muốn um, thao tác trên hình vẽ để các bạn nhận diện ra. Rồi, như vậy ta sẽ xét cái tam giác đó là A, B, O sẽ đồng dạng với tam giác A, B, O. Hai cái này đồng dạng với nhau thì nó suy ra cái cặp cạnh tỷ lệ đó chính là AB trên A phải B phải sẽ bằng với AO trên A phải O. Được chưa? Và biểu thứ một. À, cái thứ hai nữa chúng ta sẽ đi xét cái tam giác đồng dạng này cho thầy này. Đó là O I F phải. tức là cái tam giác này. Đấy, O I, F phải. Đấy, cái tam giác thầy gạch chéo này sẽ đồng dạng với tam giác đó chính là A phải B phải F phải đồng dạng với tam giác nhỏ này đấy các bạn nhìn thấy chưa đấy. rồi bây giờ thầy giáo sẽ viết nhá viết mực khác này tam giác thứ hai đó là tam giác o I, f phải sẽ đồng dạng với tam giác a phải b phải f phải. chưa hai tam giác này đồng dạng với nhau thì suy ra được cái cặp cạnh tỷ lệ đó chính là OI trên A phải B phải sẽ bằng với cả là OF phải trên A phải F phải Được chưa? Và cái chỗ này ta tương đương luôn một lượt nữa cho nó dễ này. Tương đương với OI trên A phải B phải sẽ bằng với OF phải trên à, A phải F phải này. A phải F phải là cái đoạn này thì nó có phải là bằng cái đoạn à, O, F phải trừ đi O, A A phải không? Được chưa? Đấy, thì nó sẽ bằng là O, F phải trừ đi O O, A phải Đây sẽ là biểu thức 2, được chưa? Đấy, thì uh, Từ 1 và 2 Hay là khác này ta có mà Mà, Đấy, chúng ta thấy này À, AB lại bằng với với OI, thế nên là hai cái vế trái này bằng nhau, được chưa? Đấy. Mà hai cái vế trái này bằng nhau thì suy ra hai cái vế phải bằng nhau, đấy, được chưa? Mà OI này bằng với AB nên suy ra hai cái vế phải bằng nhau, tức là AO trên A phải O sẽ bằng với cả là OF phải trên OF phải trừ đi OA phải rồi bây giờ ta thay các cái đại lượng sẵn có mà thôi được chưa à, đại lượng sẵn có ở đây thì uh, người ta cho A phải O rồi tức là cho D phải đây này được chưa là bằng 6 đúng không OF phải thì uh, chính là F bằng 15 đây rồi được chưa Thế thì ta sẽ có Tương đương là AO trên 6 sẽ bằng với lại 15 trên 15 chữ, chữ 6. Được chưa? Thì từ đây rất đơn giản chúng ta suy ra được. AO chúng ta sẽ là bằng 15 x 6 bằng là 90. Đúng chưa? 90 chia cho 9 thì bằng 10 cm. Như vậy đây là chúng ta đã tính được cái đại lượng d phải này Đấy chưa đại lượng d phải bằng 10 bây giờ người ta yêu cầu tính ab Đấy chưa thì chúng ta thay cái ao này vào cái biểu thức một thôi Đấy chưa Đấy. thay ao bằng 10 cm vào một Đấy, thì ta có này à, AB trên 3,6 đúng không? AB trên 3,6 thì sẽ bằng với cả là 10 phần 10 phần 6. Từ đây ta suy ra AB sẽ bằng 10 nhân 36, 36 chia 6 bằng 6 cm. Như vậy đến đây chúng ta sẽ kết luận đó là vật nhé, yeah, kết luận. Đấy bài trên các bạn bổ sung thầy giáo phần kết luận và và kết luận phần này là vật cao 6 cm và cách thấu kính là 10 cm. Được chưa? Đấy là cái bài số 2. Đấy, các bạn có thể xem thêm phần trình bày giải của thầy ở đây. vào câu số 3. Câu số 3. Vật sáng AB cao 2 cm đặt cách màn một khoảng cách là l bằng 72 cm. Trong khoảng giữa vật và màn người ta đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f bằng 18 cm, sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính a, a nhỏ xác định vị trí đặt thấu kính để ảnh AB của vật à ảnh A', B của vật hiện rõ nét trên màn. B nhỏ là tính độ cao của ảnh A', B của vật AB. À thì với bài này thì thầy giáo phải à, nhắc cho các bạn đó chính là cái l bằng 72 là cái gì l bằng 72 này nó chính là cái khoảng cách à, giữa vật giữa vật và ảnh thì nó cái này nó là là l hay khác nó chính là cái đoạn d cộng với d phải Đấy chưa thế thì ở đây vật đặt cách màn Đấy, một khoảng cách là L bằng 72 mà ảnh thì lại phải hiện rõ nét ở trên màn ảnh hiện rõ nét tức là ảnh thật được chưa đấy thế thì chúng ta lưu ý cho thầy giáo cái đại lượng L này nó là như thế vậy thì bây giờ thì đối với phần A thì chúng ta cũng sẽ vẽ hình minh họa để chúng ta xét các tam giác đồng dạng và từ các cặp tam giác đồng dạng đó thì chúng ta sẽ À, lập lên các cái đoạn thẳng tỷ lệ như những cái bài toán trên được chưa đây là thầy giáo à, đã vẽ minh họa cái hình như thế này đấy cái màn đây đấy chưa các bạn nhìn thấy cái màn và người ta nói rằng là cái ảnh a phẩy b phẩy này hiện rõ nét ở trên màn được chưa tức là nó sẽ trùng với cái cái màn này đấy. thì bây giờ thì chúng ta cũng xét các cái tam giác đó là a này b o được chưa như trong đầu bài người ta xuất phát là từ o a, b và o a phải b phải. đấy chưa đây o ab nó là cái này đấy chưa đồng dạng với tam giác o a phải b phải là cái này. đấy hai cái này đồng dạng với nhau thì người ta sẽ lập được các cái đoạn thẳng tỷ lệ đó là đấy, này. o a trên o phải a phải thì sẽ bằng là AB trên A phẩy B phẩy. Đấy. Sau đó người ta lại đi xét các cái cặp tam giác đồng dạng. Tiếp theo đó chính là cái cặp tam giác chỗ này là F phẩy. Đấy. F phẩy A phẩy này, F phẩy này, A phẩy B phẩy là cái tam giác này. Đấy. Rồi, đồng dạng với cái tam giác F phẩy OI là cái tam giác này. Đấy. Hai tam giác này đồng dạng với nhau thì người ta sẽ suy ra được các cái cặp đoạn thẳng tỷ lệ đó chính là OF trên A F phải thì sẽ bằng là OI trên A B phải. Đấy chưa? Đấy. Mà mà cái OI này thì nó cũng chính là bằng cái cái AB. Đấy chưa? Thế nên là từ đây người ta sẽ suy ra được cái đoạn cái 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 tỷ số nó là OA trên O phải A phải sẽ bằng với OF trên A phải F phải đấy, OF phải trên A phải phải và đến đây thì người ta sẽ phân tích tiếp sẽ phân tích tiếp được là cái đoạn A phải F phải yes. nhé, cái A phải F phải này thì các bạn để ý đây, chỗ này là F phải, thì A phải F phải cái đoạn này thì có phải là bằng cả cái đoạn o phẩy a phẩy này trừ đi cái đoạn đoạn OF không? Mà đoạn OF này thì nó đầu bài cho nó bằng 10 18, thế nên là nó sẽ bằng o phẩy a phẩy trừ đi 10 18. Đấy chưa? À, đến đây thì chúng ta sẽ biến đổi, đến đây thì chúng ta sẽ biến đổi bằng cách là chúng ta nhân chéo ấy. Nhân chéo. Nhân chéo. Nhân chéo thì ta sẽ được cái biểu thức như thế này. Được chưa? được cái biểu thức như thế này và khi chúng ta thu gọn vào thì nó, chúng ta sẽ được một cái phương trình bậc hai một ẩn một ẩn ở đây đó là oa phẩy Đấy chưa Đấy, oa phẩy thì giải phương trình này ra ta sẽ được oa phẩy bằng 36 cm thấy chưa oa phẩy bằng 36 cm như vậy là từ đây ta có là cái khoảng cách từ ảnh tới vật là d phẩy bằng 36 thì ta suy ra mà tổng cái khoảng cách từ từ vật tới ảnh là là 72 nên ta sẽ suy ra được cái khoảng cách từ vật tới thấu kính sẽ là 36. Đấy chưa? À, vậy thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi là đặt thấu kính ở đâu để ảnh được rõ nét ở trên màn thì chúng ta sẽ trả lời là đặt thấu kính cách màn 36 cm. Đấy chưa? Đấy, thì như này thì các bạn sẽ dễ hình dung. Đến đây người ta yêu cầu tính độ cao A phẩy B phẩy của vật AB thì chúng ta có OA phẩy bằng 36 rồi. Ta có A bằng 36 rồi. Chúng ta chỉ cần thay vào cái biểu thức 1 này thôi. Đấy chưa? Chúng ta thay 36 vào đây. Đấy chưa? Cái này cũng là 36. Cái này là đầu bài cho bao nhiêu? 2 cm được chưa? 2 cm thì từ đây ta suy ra cái a phẩy b phải này cũng chính là là 2 cm thôi. Bởi vì 36 phần 36 sẽ bằng 1 mà. Thấy chưa? Đấy. Đây là kết quả của ảnh a phẩy b phẩy bằng 2 cm. Đấy là toàn bộ cái nội dung của cái câu C3. Rồi, chúng ta sang cái câu tiếp theo là câu C4. C4 là điểm sáng S qua thấu kính thì cho ảnh thật S phẩy. À, gọi D là khoảng cách từ S tới thấu kính. D phẩy là khoảng cách từ S tới thấu kính. Chứng minh công thức 1 trên D sẽ bằng à, 1 trên D cộng 1 trên D phẩy sẽ bằng 1 trên F. À, thì uh, Thứ nhất chúng ta phải phân tích được cái bài này Đó là nếu như mà điểm sáng S qua thấu kính cho ảnh thật Thì từ đây ta phải suy ra được cái thấu kính này là cái thấu kính hội tụ Bởi vì là chỉ có thấu kính hội tụ thì nó mới cho ảnh thật thôi Đấy chưa? Đấy. Thế còn cái khoảng cách từ vật tới thấu kính là D rồi Từ ảnh đến thấu kính là D phải Thì chúng ta đã nhắc đến rồi Đấy chưa? thì tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn chứng minh cái công thức này cũng chính là cái việc chúng ta đi xét các tam giác đồng dạng thôi được chưa? Dạ? và chúng ta thêm một cái bước biến đổi đại số nữa là ra được cái công thức cần phải chứng minh này ngay Đấy. vật sáng AB phần B này vật sáng AB đặt trước thấu kính cho điểm A nằm trên trục chính và AB nghiêng với trục chính một góc là alpha bằng 60 độ như hình vẽ À, biết OA bằng 40, AB bằng 8. OA bằng 4, AB bằng 8. <laughs> F bằng 20. Hãy dựng ảnh A' nhé, dựng ảnh của vật AB qua thấu kính, nêu rõ cách dựng và xác định độ lớn của ảnh. Được chưa? Thì trước tiên chúng ta sẽ đi chứng minh cái công thức thấu kính đã. Thì bây giờ chúng ta sẽ sẽ vẽ sẽ vẽ cái ảnh S' qua thấu kính hội tụ. Đây. Đây là cái ảnh S phải Ảnh S phải đây Đây là S phải là ảnh Vật sáng S đây Đấy chưa Đấy, chúng ta Và bây giờ để muốn chứng minh được Cái công thức đó là một trên D Cộng 1 trên D phải Thì bằng 1 trên S Thì chúng ta phải hạ Từ S chúng ta hạ Một đường vuông góc xuống Trục chính của thấu kính, cắt trục chính thấu kính tại điểm H và từ S phẩy chúng ta hạ xuống một đường vuông góc xuống trục chính của thấu kính và cắt trục chính tại H phẩy. đấy thì đến đây chúng ta sẽ đi chúng ta xét các cái tam giác đồng dạng rồi chưa? cái tam giác đồng dạng thứ nhất là cái tam giác à, OHF là cái tam giác này đồng dạng với tam giác này. Đấy. hai tam giác này đồng dạng với nhau ấy, thì chúng ta sẽ có được là cái à s phải h được chưa hoặc là sh đầu bài ta cho s phải h trên sh kể cả là sh trên s phải h cũng được s phải h phải cũng được thì sẽ bằng là oh trên oh phải được chưa đây là một xong một cái cặp tam giác đồng dạng đầu tiên cặp tam giác đồng dạng thứ hai đó là thầy sẽ đi xét cái cặp tam giác đồng dạng là oi và h phải s phẩy f phải đấy chưa oi I, f phải và tam giác h phải s f, phải, f phải. đấy chưa thì ta có là oi trên oi trên s à, phải h phải thì sẽ bằng OF phải trên à, H phải F phải. Được chưa? Mà cái này nhé mà cái H phải F phải này. Đấy. mà cái H phải F phải này thì nó sẽ bằng là à OH phải trừ đi OF phải. Được chưa? Đấy. Mà bây giờ chúng ta lại có cái OI này lại bằng với SH. Từ đây ta suy ra hai cái vế trái này bằng nhau. Hai vế trái bằng nhau thì ta suy ra hai vế phải bằng nhau. Đấy. Biểu thức hai Như vậy là suy hai vế phải bằng nhau là ta có OH sẽ trên OH phải sẽ bằng với cả là OF trên à, OH phải trừ đi O OF phải. Được chưa? À, cái này ta tương đương này OH OH thì nó chính là D OH phải nó chính là D phải đấy chưa sẽ bằng với OF phải nó chính là f nhỏ trên OH phải nó chính là D phải trừ đi OF phải thì nó chính là là f này chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ nhân chéo lên thì có phải là D nhân D phải này? Đấy, D nhân D phải trừ đi D nhân với f thì sẽ bằng là D phải nhân với f đấy chưa? Đấy thì bây giờ ta sẽ chuyển cái bạn này sang bên này và chuyển cái bạn ngược lại này sang bên này. Được chưa? Đấy, để ta đưa nó về ta bỏ cái dấu dấu âm đi. Đấy, thì ta sẽ có là DD phải <laughs> DD phẩy phải... sẽ bằng với cả là D phải F ta giữ nguyên và ta chuyển cái bàn này sang nữa thôi xin lỗi các bạn ta chỉ chuyển cái bạn này sang là thành cộng D DF đấy chưa Bây giờ ta chia cả hai vế nhé chia hai vế cho tích của ba cái đại lượng này là D D phải F phải chưa ta chia hai vế cho cái này đấy. để thầy giáo viết nuôi ra đây cho nó đẹp đó là chia hai vế cho d d phải f đấy thì bây giờ ta chia này d d phải f d d phải f và d d phải f đấy chưa thì đây ta rút gọn này thì tương đương là còn một trên f sẽ bằng đấy, rút gọn cái này với cái này, này thì có phải là một trên d cộng với rút gọn cái này với cái này này thì có phải là cộng 1 trên đây phải không thì đây chính là cái công thức sao mà chúng ta cần phải chứng minh được chưa đấy thì là cái cách thức chứng minh chúng ta chủ yếu là biến đổi đại số sau khi chúng ta xét các tam giác đồng dạng thôi được chưa đấy, đấy thầy giáo hướng dẫn các bạn như vậy thế còn cái trình bày thì đã trình bày rất rõ ở trong cái phần lời giải đây rồi đấy đây là cách chúng ta vẽ hình và chúng ta chứng minh cái công thức này rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài phần B. Như vậy là ở cái phần B này thì cái vật sáng của chúng ta cái vật sáng của chúng ta nó nó không vuông góc với thấu kính mà nó lại là nằm chéo và nó hợp với góc của thấu kính một cái góc alpha bằng bằng 60 độ. Đấy chưa? Thì bây giờ vấn đề là chúng ta phải vẽ được cái ảnh. Chúng ta phải vẽ được cái ảnh của cái vật AB này. Đấy chưa? Thì cách vẽ cái ảnh này thì chúng ta rất đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ kẻ một tia sáng trùng với cái cái vật, được chưa? thì nó sẽ cho tia nó đi qua cái tiêu điểm phụ, được chưa? vì nó không vuông góc với thấu kính nên nó không thể qua tiêu điểm chính được mà nó phải đi qua tiêu điểm phụ. vậy cách xác định tiêu điểm phụ như nào thì chúng ta lại phải kẻ một cái một cái đường song song như thế này với cái cái tia sáng đi qua A phải đi à đi đi qua AB như này và từ cái điểm F phải này chúng ta hạ một đường vuông góc đấy, hạ một đường vuông góc với trục chính của thấu kính và cái nó cắt cái trục phụ đi qua tâm O này là ở chỗ nào thì đây chính là cái tiêu điểm phụ đấy, gọi là F phải phụ đấy được chưa và à, khi cái tia nhé cái tia sáng mà trùng với cái AB này này cắt thấu kính ở đâu thì nó sẽ cho tia nó đi qua cái tiêu điểm phụ được chưa đấy và chúng ta cắt nhau ở chỗ nào thì đây sẽ chính là cái điểm A A phải đấy chưa Thế còn muốn xác định cái điểm B phải thì rất đơn giản là chúng ta sẽ vẽ một cái đường đấy, vẽ một cái tia là đi qua tâm ô để chuyển thẳng và cái tia này này nó cắt với cái tia trên này ở chỗ nào thì đó chính là điểm B phải được Đấy chưa? thì Đấy. cách vẽ nó sẽ là như vậy. Đấy. thì dưới này chúng ta sẽ nhìn hình vẽ rõ được chưa? Đấy, đầu tiên là <laughs> ta sẽ kẻ một cái trục phụ, nha, trục phụ đi qua tâm, tâm ô này và hạ một cái đường vuông góc từ F phải nó cắt chỗ nào thì nó sẽ là tiêu điểm phụ sau đó chúng ta kẻ một tia sáng trùng với AB, cắt thấu kính tại Y thì nó sẽ cho tia nó đi qua cái tiêu điểm phụ và cái tia nó này nó cắt trục chính ở chỗ nào thì nó sẽ chính là cái ảnh A' phải của A. Thế còn ảnh B' phải của B thì ta chỉ việc là từ B ta vẽ một cái tia tới đi qua tâm O thì truyền thẳng và cái tia tới này nó cắt với cái tia trước ở chỗ nào thì nó chính là điểm B'. Phải. nối A' phải với B' phải sẽ được ảnh. A phải b phải của vật ab được chưa Đấy, rất đơn giản như vậy thôi cái nội dung này thì thầy giáo đã cái cách vẽ đối với cái vật sáng có vị trí bất kỳ này thì chúng ta phải vẽ qua cái tiêu điểm phụ thì cái này thầy giáo đã trình bày trong cái video về vẽ hình rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chúng ta tính cái độ lớn độ lớn của A phải B B phải phải chưa Tức là chiều cao của ảnh này Thế thì chúng ta để ý này ừ. Đầu bài người ta đã cho biết OA bằng 40 rồi này AB bằng 8 này F bằng 20 được chưa Như vậy là cái OA này OA này là bằng 40 này Đấy OF là bằng 20 được chưa? Và cái A này bằng AB này bằng 8. Đó. Thì bây giờ chúng ta để ý nhé. Cái này thì muốn tính được cái độ lớn ảnh A phẩy B phẩy này thì chúng ta trước tiên chúng ta từ cái điểm B này chúng ta hạ cái đường vuông góc xuống H để chúng ta tính được cái đoạn OH. OH này chính là cái khoảng cách của điểm B. nhé OH là khoảng cách từ điểm B tới thấu kính thế còn cái OH' nhé. OH' là cái khoảng cách từ điểm B' tới tới thấu kính. Được chưa? Đấy. Thì đến đây chúng ta sẽ có các cái cặp tam giác đồng dạng, được chưa? Và chúng ta muốn xét được cái cặp tam giác đồng dạng này. Trước tiên thầy giáo ghi lại cái này để thầy giáo xóa cái đi. Đó là AB 8 này. Ờ, OF thì bằng 20 này và OA thì bằng 40 này. Đó. để thầy xóa cái này đi để nhìn cho dễ. Sau khi mà chúng ta à, hạ các cái đường vuông góc BH và B H phải như vậy thì chúng ta sẽ xuất hiện các cái tam giác đồng dạng. Được chưa? Đấy. Tam giác này đồng dạng với tam giác này này. Đấy. Tức là OHB đồng dạng với tam giác OH phải B. Đấy, được chưa? Thì từ đây chúng ta sẽ xét được các tam giác đồng dạng. À, ngoài ra thì chúng ta cũng có các cái cặp tam giác khác đó là OIA', I, A phải, đấy chưa? Và tam giác à HBA'. Đấy. Chúng ta có cái cặp tam giác này. Thì chúng ta sẽ dựa vào các cặp tam giác đồng dạng như vậy, được chưa? Để chúng ta tìm ra được cái dữ kiện của đầu bài yêu cầu đó chính là đoạn thẳng A phẩy B phẩy bằng bao nhiêu Đấy, thì các bạn nhìn đây đầu tiên là chúng ta sẽ lập luận được là cái D phẩy này sẽ bằng 2F à, tại sao bởi vì chúng ta vừa chứng minh được cái công thức thấu kính rồi thì chúng ta có là à, 1 trên F thì bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy được chưa vậy thì OA phẩy thì bằng bằng D phải Được chưa Mà OA phải Thì bằng bao nhiêu ạ Đây một trên F Được chưa OA bằng D thì bằng 2F Được chưa Thì từ đây ta suy ra OA phải cũng bằng D phải và bằng bằng 2F Bởi vì nó OA chúng ta ký hiệu là bằng bằng D nó chính là khoảng cách từ vật tới thấu kính OA phải là khoảng cách từ ảnh tới thấu kính, ảnh này là ảnh của A phẩy được chưa đấy mà từ cái công thức là 1 trên F bằng 1 trên D bằng 1, cộng 1 trên D phải này rồi mà OA thì bằng 40 F thì bằng 20 nên suy ra là OA thì bằng bằng 2F thay vào cái biểu thức này thì ta sẽ suy ra được cái OA phải sẽ bằng 2F, chúng ta thay vào xem có phải là 1 trên 20 thì sẽ bằng là 1 trên 40 cộng với lại 1 trên trên D phải không? Thế thì muốn cái này mà bằng được 1 trên 20 thì cái này cũng phải bằng bằng 40. Tức là D phải bằng 40. D phải bằng 40 thì D phải cũng chính là bằng bằng 2F. Được chưa? Đấy. Từ đây ta suy ra A phải đối xứng với A qua O. Được chưa? Đấy, có nghĩa là cái đoạn này bằng 40 rồi. Thì đoạn này cũng vừa tìm được là cũng đều bằng 40. Đấy hai cái bằng 40 thì mà cùng nằm trên một cái trục chính của thấu kính như vậy nó sẽ đối xứng nhau quá qua điểm o được chưa a đối xứng với a phải qua điểm o à, và cái thứ nữa đó là cái vì cái tam giác ai a phẩy này là tam giác cân lên ta sẽ có là cái góc a sẽ bằng a phẩy và bằng 60 độ đây a tam giác a này Y này a phải là tam giác cân đấy chưa đấy, tam giác cân à, tại sao nó lại là tam giác cân nên rất đơn giản thôi thì ta có à, cái đường này là đường à, cao cũng là đường vuông góc của tam giác mà o lại là trung điểm của a phải đấy chưa thế nên là ta hoàn toàn có thể suy ra được là đây là một cái tam giác cân và ta có là ai sẽ bằng I a phải à, chúng ta suy ra cái tam giác cân này để nhằm mục đích là ta sẽ kết luận được cái góc a này sẽ bằng với góc góc a phải được chưa Đấy, bằng cái góc a phải thì ta suy ra góc a phải này cũng phải bằng 60 độ mà góc này bằng 60 độ thì suy ra góc này cũng phải bằng 60 độ vì nó nó đối đỉnh được chưa à, góc này bằng 60 độ mà trong cái tam giác này là tam giác vuông thì góc này sẽ là bằng góc bao nhiêu 30 độ được chưa? Đấy, à, góc này bằng 30 độ tiếp này, bây giờ ta sẽ đi ta tính à, cái, ta sẽ đi tìm, ta tìm được cái cặp tam giác đồng dạng, à, cặp cặp tam giác đồng dạng ở đây chính là tam giác ABH đồng dạng với tam giác A', B', H'. Đây, thấy chưa? ABH đây, để thầy xóa cái này đi. Rồi, tam giác A BH Đấy chưa Đấy Đồng dạng với tam giác A phải B phải H phải Đấy chưa Bởi vì nó có ba góc bằng nhau Đấy chưa và nó đồng dạng với nhau thì ta sẽ có là cái cặp cảnh tỷ lệ đó là AB trên A phải B phải sẽ bằng với cả là AH trên A phải H phải Đấy chưa Thế mà cái 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 uh, AH này chúng ta có thể tìm được Chúng ta có thể tìm được Bằng cách là chúng ta vận dụng vào lượng giác Đấy. Xin đi học cốt không hư Đấy chưa Đấy, Cốt không hư Như vậy cốt 60 độ thì bằng Kề trên huyền Đấy, Từ đây ta suy ra cái cạnh kề thì bằng là cốt nhân với cạnh Cạnh huyền Cốt 60 độ nhân với cạnh huyền Đấy chưa Đây này cái đoạn AH này này. Đấy, AH thì bằng cốt 60 độ nhân với cạnh huyền, cạnh huyền bằng 8. Đúng không ạ? Đấy, thì ta có là à, AB nhân với cốt 60 độ, cốt 60 độ bằng 1/2 nhân với 8 bằng 4 cm. Được chưa? À, từ đây ta suy ra được cái đoạn OH. Đoạn OH là bằng đoạn này này. OH chính là đoạn này. OH thì chỗ này vòng 4 rồi thì mà tổng cái AO này bằng 40 như vậy suy ra OH sẽ bằng 40 trừ đi 4 thì bằng 36. Được chưa? Đấy, bằng 36. Rồi, thì từ đây ta lại có cái công thức thấu kính, đó chính là 1 trên f thì bằng 1 trên OH cộng 1 trên trên OH', được Đấy chưa? Đấy. Đấy, OH và OH' phải. Nó tương ứng với là ảnh à, khoảng cách từ điểm B tới thấu kính. Thế còn cái OH phẩy này là khoảng cách từ ảnh B phẩy tới, tới thấu kính. Đấy chưa? Có nghĩa là khoảng cách của ảnh B phẩy tới thấu kính chứ không phải là của A phẩy nhé. Đấy chưa? Đấy. <laughs> Thì ta có là À, 1 trên 20 thì sẽ bằng là 1 trên 36 cộng với lại 1 trên D phẩy B. Được chưa? Thì từ đây ta suy ra cái D phải B thôi. D phải B này nó chính là cái đoạn OH phẩy đấy. Được chưa? Đấy. thì nó sẽ bằng là ở đây ta có hai dữ kiện đủ rồi thì D phải B này chúng ta sẽ tính được theo phương thức đại số. Được chưa? thay vào đây đấy chúng ta suy ra cái d phải b này sẽ bằng 45 được chưa đấy, các bạn chỉ việc thay vào thôi đấy, tiếp đến mà cái oa phẩy này nhé oa phẩy bằng oa thì cũng bằng 40 nên suy ra ta suy ra cái ah phẩy phải AH phẩy a a phẩy h phẩy được chưa đấy. a phải h phải thì sẽ bằng đây a phải h phải đây sẽ bằng oh trừ đi oa phải đấy chưa mà cái này ta vừa tính được bằng bốn năm rồi cái này là bằng 40 rồi thì ta suy ra cái này là ah a phải h phải là là năm đấy chưa đây a phải h phải là năm phải thì hết đấy <laughs> thì từ đây ta đã nhìn thấy Các cái dữ kiện của cái biểu thức này. Đấy. Đã có này. AB bằng 8 này. Đấy chưa. A phải H phải vừa tính được thành. Thành 5. AH ta tính được hình như là bằng 4 hay sao nhỉ. Đây. À. AH bằng 3. 36. Đấy chưa. Đấy. A phải H phải ta vừa tính được bằng 5. Đây. Như vậy là AH bằng. 36. Thì từ đây ta suy ra được cái. A phải B phải thì sẽ bằng là 8 x 5 chia 36 Đấy chưa à, Bằng 4, 40 phần 36 Đấy được chưa Thì nó sẽ là bằng 10, 10 phần 9 này. 40 mà chia cho 4 10 Đúng không 10 phần 9 ở đâu này <laughs> thầy cho xem lại xem nào À. Xin lỗi, AH vòng 4 thôi, được chưa? Nhầm, thầy giáo lại nhầm sang cái chỗ này. AH chúng ta bằng 4 chỗ này Đây, AH đây. Chỗ này là vòng 4. Thì uh, chỗ này thì sẽ bằng 10, được chưa? 8 x 5 chia cho 4 thì bằng bằng 10. Như vậy đến đây ta có A phải B phải sẽ, sẽ bằng 10cm. Được chưa? Đấy là cái câu C4 nó sẽ là như vậy. Được chưa? Giáo xóa đi để các bạn nhìn cho nó dễ. Câu C 5 Một vật sáng nhỏ có đoạn thẳng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ nằm ở ngoài khoảng tiêu cự. Gọi d là khoảng cách từ thấu kính, à, từ vật đến thấu kính. d phải là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. f là tiêu cự thấu kính. Hãy vẽ ảnh của vật qua thấu kính và chứng minh công thức 1 cộng d, à, 1 trên d cộng 1 trên d phải thì bằng 1 trên f. Và cái bài này thì đơn giản rồi, nó giống hệt cái bài trên thôi mà trên thì nó là một cái điểm sáng thì chúng ta phải hạ xuống, vuông góc xuống thế còn ở đây thì nó đã là một cái đoạn thẳng vuông góc sẵn rồi Đấy chưa rất thuận lợi thôi không vấn đề gì cả phần b đặt vật sáng ở trên một phía thấu kính hội tụ có tiêu cự f bằng 20 song song với trục chính và cách trục chính một đoạn l bằng 20 cm biết các điểm a phẩy b phẩy cách thấu kính lần lượt là 40 và 30 tính độ lớn của ảnh và tính độ lớn của ảnh của vật AB qua thấu kính. À, đối với phần a thì các bạn là tự vẽ hình và chứng minh nhé, cách chứng minh giống hệt như cái phần trên, được chưa? Đấy, cách giống hệt như phần trên. À, đến đây thì các bạn chỉ việc nhân chéo ra thôi, được chưa? Các bạn chỉ việc nhân chéo ra. Ở đây người ta lại rút gọn đi, chia cả hai vế cho, cho d d phẩy được chưa? Còn nếu không thì các bạn có thể từ chỗ này người ta lại nhân ra như thầy lúc nãy là d phải nhân với f thì sẽ bằng là d d phẩy trừ đi df được chưa? Thì các bạn là chuyển cái này sang là thành d phải f chuyển cái này sang được chưa? Là thành cộng với lại df bằng d d phẩy chưa? Sau đó các bạn lại chia cả hai vế cho dd phải f, tích của ba cái này đấy thì cái này thì sau khi đây còn một trên f được chưa cái này rút gọn với cái này thì còn một trên d phải hai à, cái này rút gọn với cái này thì còn một trên d thì nó sẽ ra công thức phải chứng minh thôi mà được chưa Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung chúng ta làm cái phần B Phần B Đó là đặt vật sáng trên ở một thấu kính hội tụ có tiêu cự là F bằng 20 Như vậy vật sáng trên là cái đoạn thẳng AB này này song song với trục chính Đấy, không phải vuông góc mà là song song với trục chính và cách trục chính một đoạn là l bằng 20 được chưa Đấy. biết các điểm a và b cách thấu kính lần lượt là 40 cm và 30 cm tính độ lớn của vật AB qua thấu kính à, để bây giờ chúng ta phải vẽ hình đấy như vậy là bây giờ lúc đầu phần A là vật AB nó nó nằm vuông góc với thấu kính như thế này được chưa nhưng bây giờ ở phần B ấy, người ta lại cho cái vật AB nó nằm song song với thấu kính này chỗ này là a chỗ này là là B đấy chưa và cái điểm A này thì cách là 40 còn điểm B này thì cách thấu kính là là 30 và à, cái khoảng cách từ cái đoạn thẳng này xuống chỗ này là là 20 đấy phần B nó sẽ là như thế đấy chưa <laughs> thì chúng ta sẽ vào cụ thể phần b này Đấy chưa? Các bạn để ý cái phần B đây chưa? Đấy, vật sáng AB đây này. Đấy, cái chỗ này nó sẽ cách 40 này. Chỗ này nó sẽ cách 30 này. Đấy. Như vậy là chúng ta có thể khái quát một số những cái dữ kiện đó ví dụ như là AI bằng 40 này. BI bằng 30 này. Rồi là cái đoạn OI này là cái khoảng cách từ cái thấu kính à từ vật xuống thấu kính thì có thể OI bằng 20 này. Được chưa? Xem nào. L bằng 20 này, tiêu cự cũng bằng 20 luôn này. Đấy. Đấy và bây giờ người ta yêu cầu là tính A phải B phải. Chính là cái đoạn này này. Được chưa? Đấy, đây yêu cầu tính cái đoạn đấy. Thì các bạn để ý cho thầy nhé. Các bạn để ý cho thầy này. Đấy, hình vẽ như thế các bạn để ý cho thầy này. À, thứ nhất là cái OI thì bằng OF, đúng không? Đều bằng 20. OI bằng OF. đoạn này bằng đoạn này. Thế nên là đương nhiên là cái tam giác à, OIF này này. OIF phải. O EF này là một cái tam giác vuông cân. Được chưa? Đấy, tam giác vuông cân. À, nó là vuông cân thì suy ra cái góc O'AOF'y. Phải... À, Đấy. Chỗ này này. Nó sẽ bằng 45 độ. Được chưa? Mà góc này bằng 45 độ thì góc này cũng bằng 45 độ. Được chưa? Mà góc này bằng 45 độ thì cái góc này cũng bằng 45 độ. Được chưa? Đấy. Góc này bằng 45 độ mà chỗ này nó là là vuông thì suy ra cái góc này cũng bằng 45 độ. Vậy cái tam giác à C A phẩy B C A phẩy B phẩy này cũng là một cái tam giác vuông cân. Được chưa? Vuông cân thì tức là cạnh này nó sẽ phải bằng bằng nhau. Được chưa? Thế bây giờ ta muốn tìm cái đoạn thẳng a phẩy b phẩy này thì chúng ta sẽ sử dụng cái Pythagore cho cái tam giác vuông cân này thì như vậy là a phẩy b phẩy này thì nó sẽ bằng là căn bậc 2 của a phẩy C bình cộng với b phẩy c c bình vấn đề bây giờ chúng ta phải đi tìm được cái bằng gì và BC a phẩy c, c bằng gì và b phẩy C bằng gì thì chúng ta sẽ tính được a phẩy c bình và b phẩy c bình và cuối cùng ta sẽ đi tính được cái a phẩy b phẩy này được chưa thế thì bây giờ chúng ta để ý vào đây ta có cái a phẩy c phẩy nhé a phẩy c phẩy đây từ từ tay xóa đi đã nhìn cho nó dễ rồi ta có cái a phẩy c a phẩy c a phẩy c là cái đoạn này đúng không thì nó sẽ chính là bằng cái à c nhé c c từ c ta hạ đường vuông góc đây thì cái đoạn c phẩy c phẩy o này chẳng hạn Đấy. thì nó sẽ chính là cái khoảng cách từ ảnh b tới thấu kính ảnh b phẩy tới thấu kính thế còn cái đoạn a phẩy này a phẩy a phẩy A phải tới O này Bây giờ ta hạ xuống để tìm cái khoảng cách từ ảnh A phải tới thấu kính Đấy là A2 phải, Thì A2 phải O này cũng là cái khoảng cách từ ảnh A phải tới thấu kính Thì từ đây ta suy ra à, cái đoạn A phải C này Sẽ bằng hiệu của cái khoảng cách từ ảnh B phải tới thấu kính Trừ đi cái khoảng cách từ ảnh A phải tới tới thấu kính được chưa đấy được chưa được chưa và bây giờ chúng ta chỉ việc có thay vào đây thôi đấy. À, d phẩy b d phải b thì chúng ta sẽ tính theo công thức là đúng không bây giờ ta tính với lại là một trên f thì bằng à một trên db cộng với lại 1 trên D phẩy B. Đấy. Và 1 trên F đối với ảnh A phẩy thì 1 trên F của 1 trên D A cộng với lại 1 trên D phẩy, phẩy A. Đấy chưa? Thì từ đây ta sẽ suy ra được cái D phẩy B và D phẩy A. Đấy chưa? À với F thì ở đây bằng 20 rồi. Đấy chưa? ạ. À, DB thì đầu bài cho DB là 30 rồi, DA là 40 rồi. DB nó chính là cái đoạn à, IA à, I, IB còn DA nó chính là cái đoạn IA Được chưa? Thì từ đây ta hoàn toàn có thể là <laughs> suy ra được cái D phải B tương ứng. Đã. D phải B thì sẽ bằng là DB nhân với f trên DB trừ f. Đấy chưa? DB nhân với F thì nó sẽ là 30 nhân 20 trên à 30 trừ 20 là bằng 10. Đấy, chỗ này nó sẽ bằng 60. Đấy chưa? Còn à D phẩy A thì tương ứng thì sẽ bằng là DA nhân F trên DA trừ trừ F. Đấy chưa? Thì chỗ này nó sẽ là bằng 40 nhân 20 trên 40 20 là 20 thì cái này nó sẽ bằng 40 thế từ đây ta có là D phẩy B trừ D A thì sẽ bằng bằng 20 đấy chính là cái đoạn A phải C đấy chưa rồi mà cái đoạn A C này bằng 20 rồi thì ta cũng suy ra được cái đoạn C phẩy B này cũng bằng 20 bởi vì là cái tam giác này là tam giác vuông cân được chưa rồi thế thì trong một tam giác vuông mà ta đã biết hai cạnh góc vuông rồi thì ta hoàn toàn có thể tính được cạnh huyền đấy chưa và từ đây ta thay số vào là căn bậc 2 của 20 bình cộng với lại 20 20 bình đấy chưa đấy. thế thì ở đây thì ta sẽ cộng mà thôi tính thôi được chưa thì nó sẽ ra là bằng 2 lần nhân với 20 bình, được chưa? Thì ta sẽ có là 20 nhân căn 2 cm. Đây chính là cái độ lớn của ảnh A', phải, B'. Phải. Được chưa? <laughs> Rồi, tiếp tục. À chúng ta sang một cái bài nữa, đó là cái câu C6 cái này là của đại học sinh giỏi bắc giang xóa cái này đi nhá a nhỏ này ab là vật sáng a phải b phải là ảnh của ab qua thấu kính như hình một cho biết thấu kính được sử dụng bằng phép cho biết thấu kính được sử dụng là loại gì này bằng phép vẽ hãy xác định vị trí quan tâm tiêu điểm chính của thấu kính được chưa À, thì bây giờ cái bài này chúng ta thấy ảnh và vật nó đang cùng chiều với nhau được chưa vậy thì chúng ta có thể xác định được cái thấu kính này đây nó là cái thấu kính phân kỳ kí. đấy chưa bởi vì sao bởi vì là ảnh cùng chiều và nhỏ hơn vật thì chỉ có thấu kính phân kỳ mới cho cái loại đó thôi đấy chưa à, bây giờ chúng ta sẽ à, xác định à, quan tâm xác định tiêu điểm chính của thấu kính bằng phép vẽ đấy chưa à, thứ nhất <laughs> chúng ta sẽ kéo dài hai cái tia sáng này. Đấy thì nó giao nhau ở đâu thì đây sẽ là một cái điểm y thuộc cái thấu kính đấy chưa đấy thuộc cái thấu kính đấy tiếp à bây giờ ta sẽ nối ta nối a với a phải đấy chưa nối a với a phải và sau đó ta sẽ nối b với b phải Đấy, đối với phải. thì hai cái này giao nhau ở đâu thì đây chính là quang tâm ô. được chưa? quang tâm ô. và bây giờ ta chỉ cần việc hạ vuông góc từ cái điểm y hạ vuông góc xuống thì đây sẽ chính là cái thấu kính. được chưa? và chúng ta ký hiệu thấu kính phân kỳ là xong. được chưa? thế còn cái xác định cái cái tiêu điểm f phải thì chúng ta chỉ việc là từ điểm a chúng ta vẽ một cái tia tới song song với lại cái thấu kính thì sẽ cho đường kéo dài của tia nó đi qua ảnh A'. Được chưa? Và cái đường kéo dài này nó cắt cái thấu kính ở đâu thì đấy chính là cái tiêu điểm F' của thấu kính. Được chưa Đấy là chúng ta à, cách vẽ, chúng ta sẽ vẽ như vậy. Thế còn trình bày mà chi tiết sạch đẹp thì các bạn để ý vào hình vẽ dưới đây của thầy giáo. <laughs> đấy được chưa đấy đầu tiên ta kéo dài cái nhé đầu tiên ta kéo dài cái a b và cái ba và cái b phẩy a phẩy thì được một cái điểm y được chưa sau đó chúng ta sẽ à, vẽ AA phải phải. a a phẩy và b b phẩy a phẩy b b nó cắt nhau chỗ nào thì đấy là điểm o được chưa và từ y ta hạ đường vuông góc với o thì đấy sẽ chính là cái thấu kính phân kỳ Đấy chưa đấy, tiếp đến ta sẽ vẽ cái tia tới đi qua điểm a đến thấu kính sẽ cho đường kéo dài của tia tới tia nó đường kéo dài của tia nó sẽ đi qua ảnh a phải đấy, nó đi ai qua ảnh phải và kéo dài ra thì nó cắt f cắt cái trục chính của thấu kính chỗ nào thì đấy là f phải đấy, rất đơn giản như thế thôi đấy, đây là cách vẽ được chưa? <laughs> Rồi, bây giờ ta sẽ đi làm cái phần B. Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự là 20 cm. Đặt một ngọn nến cao 15 cm. Vuông góc với trục chính của thấu kính phía trước và cách thấu kính là 20 cm. Ngọn nến A'B' qua thấu kính cho ảnh A phải B phải tìm vị trí và chiều cao của A phải B phải. Đấy, như vậy là một cái thấu kính phân kỳ như thế này. F phải O. Được chưa? À, tiêu cự là bằng 20. Đặt một ngọn đến cao 15 và cách thấu kính 20. À như vậy là như vậy là ảnh là cũng trùng với lại cái tiêu điểm này luôn các bạn ạ được chưa AB thì bây giờ ta vẽ ảnh thì ta cứ theo cái nguyên tắc thôi thứ nhất là ta sẽ vẽ một tia tới song song thì sẽ cho cái đường kéo dài của tia nó là đi qua tiêu điểm được chưa Đấy. tiếp đến là ta sẽ vẽ một cái tia thứ hai là đi qua quang tâm ô thì chuyển thẳng Thì cái này nó cắt ở đâu thì đây sẽ là ảnh B', hạ vô góc xuống thì nó sẽ là A'. Đấy chưa? À, bây giờ người ta đang yêu cầu là tìm vị trí và chiều cao của A', B'. Thì các bạn để ý này. À, như thế này thì chúng ta rất đơn giản thôi. Chúng ta thấy đây cái AB, chỗ này là Y, như vậy là ABIO là hình chữ nhật. Đấy chưa? là hình chữ nhật thì đương nhiên tính chất của hình chữ nhật là đường chéo thì ta có là ai và bo là đường chéo và b phẩy nó là cái giao nhau của đường chéo được chưa b phẩy là giao nhau của đường chéo hình chữ nhật như vậy là a, a phẩy b phẩy lại vuông góc với ao thì như vậy ta thấy là đoạn này bằng đoạn này đoạn này bằng đoạn này đấy bốn đoạn bằng nhau được chưa À, thế thì như vậy thì ta thấy là xét cái tam giác là abo xét cái tam giác abo này thì cái đoạn à, a phải b phải này Đấy. a phải b phải này nó chính là đường trung bình Được chưa bởi vì là cái a phải b phải này nó song song với ab mà cái b, b, b phải b lại bằng b phải o thế nên là suy ra cái a phải a sẽ bằng a phải o được chưa? Đấy. A phải A sẽ bằng A phải O như vậy là A phải B phải sẽ là đường trung bình. Mà là đường trung bình rồi thì AB A phải B phải sẽ bằng 1 phần 2 AB. 1, 1 phần 2 AB thì sẽ bằng 7,5. Thế còn cái A phải A sẽ bằng A phải O. Được chưa? A phải O thì cũng sẽ bằng 1 phần 2 AO. Đấy. 1 phần 2 AO thì mà AO bằng 20 thì suy ra A phải O sẽ bằng bằng 10 đấy thì cách làm này thầy giáo định hướng các bạn như vậy đấy chứ thế còn dưới đây sẽ là cái phần trình bày chi tiết của thầy đây đây là phần trình bày chi tiết của thầy được chưa đấy. chúng ta lập luận làm sao để chúng ta à, khẳng định được cái A phải B phải này này là cái đường trung bình của tam giác A B O thì sẽ ra mọi vấn đề. Nó đã là đường trung bình thì sẽ ra mọi mọi vấn đề đó là A phải B phải sẽ bằng 1 phần 2 AB và A phải O sẽ bằng 1 phần 2 AO. Được chưa? Thì suy ra cái này sẽ là A phải B phải sẽ là bằng 7,5 còn AO sẽ bằng 10. Được chưa? Đây chính là cái phần trình bày của thầy gian được chưa như vậy là trong video vừa rồi thì thầy giáo đã trình bày với các bạn à, cái dạng toán đó là tính vị trí vật ảnh rồi chiều cao vật chiều cao ảnh Được chưa và các cái bài tập minh họa mà thầy giáo vừa trình bày với các bạn đó. xác định vị trí vật ảnh rồi kích thước ảnh sau đây chúng ta sẽ chuyển sang một cái video tiếp theo Video tiếp theo thì thầy giáo sẽ trình bày với các bạn về cái dạng thứ hai đó là cái khoảng cách vật ảnh Đấy, dạng thứ hai là cái khoảng cách vật ảnh Đấy. video tiếp theo thầy giáo sẽ trình bày cho các bạn cái khoảng cách giữa vật ảnh đối với những cái bài mà người ta cho cái khoảng cách vật ảnh tức là khoảng cách từ vật tới thấu kính hoặc là khoảng cách từ ảnh tới thấu kính hoặc là khoảng cách từ vật tới ảnh, được Đấy chưa? Đấy. Từ vật tới thấu kính, khoảng cách từ vật tới thấu kính thì người ta sẽ cho d bằng bao nhiêu? Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính sẽ là cho d phải bằng bao nhiêu? Còn khoảng cách từ vật tới ảnh là sẽ là đoạn l, l này thì chính là bằng d cộng với d phải. thì tất cả những kiến thức này sẽ có trong cái video tiếp theo của thầy giáo. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.